Quý vị thân mến, đây là vòng tranh đấu thứ hai mang tên Lúc Là Lúc Lắc. Nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản như sau. Đây là hai chiến binh đến từ hai đội chơi, họ đã sẵn sàng luôn rồi. Ba lượt thi đấu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ba lượt thi đấu mọi người thân mến. Hai bạn sẽ có hai chiếc hộp đằng sau lưng như sau. Đằng sau, quay. Trong chiếc hộp này sẽ có 15 quả banh bóng bàn. Và làm sao trong khoảng thời gian sớm nhất mình sẽ phải lắc cho banh bóng bàn rơi ra khỏi hộp. Không được nằm, không được quỳ, không được ngồi. Chúng ta phải đứng và lắc em nhé. Lượt thi đấu đầu tiên, 3, 2, 1, music bắt đầu. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Trời ơi, lắc chuyên nghiệp luôn á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, lắc cái đơn. Người ra đằng sau. Ngã người ra đằng sau thử coi. Người lên, người lên. Sắp hết rồi, còn một mà. Ủa, chưa phải. Rõ, rõ. Yeah. Trời, em chết quý vị ơi. Ủa, hết chưa? Thôi đi, bây giờ người ta bên đây người ta thắng rồi. 20 điểm đầu tiên dành cho đội của mình trong lượt thứ hai này. Chúc mừng Lê Nhân. Yeah. Và bây giờ, lượt 2, 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi. Mạnh lên tưởng, mạnh lên tưởng, nhanh lên tưởng, nhanh lên tưởng. Cố lên. Lắc con lại đó. Trời ơi. Rồi, chân xuống, chân xuống, xuống rồi. Mạnh lên rồi. Lắc cái mông lên, lắc cái mông nhiều lên. Mạnh lên. Lắc cái mông lên. Lắc cái mông. Lắc cái mông. Lắc cái mông. Quyên còn khoảng 4 rồi. Quyên chơi Quyên. Còn có mông phải. Còn có mông. Lắc như lúc đầu á. Nhảy, nhảy. Nhảy, 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 nhảy. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Đây là mình đánh qua đây lại. Nhảy cho một, không nhảy không nổi. Trời ơi, tự nhiên, nhảy đi anh, nhảy đi anh. Mệt, nhảy mệt lắm rồi. Nhảy đi anh, nhảy đi anh, đánh lực á, đánh quẩy lại á. Nhảy đi, nhảy đi anh. Anh đuổi không? Còn đuổi không? Ừ. Ông đâu hết, đâu hết, đâu hết. Anh phải sắp tới anh, phải sắp cho anh nhảy lên. Thôi nhảy lên, phải nhảy trong người, đẩy cái hộp thôi. Hai, nhảy xoay mà. Đâu? Hết giờ. Thôi, dừng, 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 dừng. 2 phút đã hết. Bây giờ mình sẽ đếm số lượng banh còn lại ở trong chiếc hộp để xem ai sẽ có nhiều hơn. Will, 1, 2 quả banh. Và anh Ngọc Tưởng, 1, 2 quả banh. Lịch sử lại lặp lại. 3 quả banh. Yeah. Trời, thắng rồi bây giờ. Vậy là 20 điểm dành cho đội cà phê sữa. Chúc mừng. Vâng. Liệu rằng hai cô gái có muốn nói điều gì trước khi chơi không mà Thiên Lê? Có xe cứu thương sẵn ngoài đó không anh? Có em ơi, okay, đầy đủ nha. Có massage không anh? Có massage, có luôn nha em nha. Nói chung là chúng tôi có rất là nhiều dịch vụ 5 sao dành cho hai người chơi nữ nha. Anh nói cho em nghe mà nghe. Chun Vũ là một kiện tướng Muay Thai. Wow. Nhưng mà liên quan gì lắc không? Muay Thai không mới động đây, tác thì anh nói nó liên quan gì tới cái chuyện lắc eo không? Đây nè em, đá. Chun Vũ có thể đá 360 độ luôn. À vậy hả? Dùng eo lắc lắc đá. À. Đá thử em, đá em thử. Em nhớ Muay Thai làm gì có động tác như vậy đâu. Nói chung là anh quá một là đồng đội em nó quá 10 lần rồi em hả? Thôi đừng tin đồng đội của mình nữa. Nào, hãy giữ vững niềm tin của chính mình nhé. Và bây giờ, 2 phút dành cho hai cô gái. Bắt đầu. Lắc. Lắc em ơi, hay quá, hay quá, hay quá. Lắc eo, lắc eo, lắc eo. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, tốt quá, tốt quá. Lắc cái bông đúng rồi. Hết chưa? Không, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Lắc cái eo, chứ mình lắc cái này. Lắc đi, còn một trái. Lắc cái eo. Đúng rồi, lắc bằng cái bông. Lắc lên, lắc lên. Lắc đúng rồi. Eo, eo, eo. Eo, eo. Đúng rồi. Lắc cái eo, không phải lắc cái người. Trời ơi, trời ơi. Làm như muốn ba lê vậy đó. Trời ơi. Trời còn ơi. Một trái à. Trời ơi, con muốn ba lê luôn rồi. Lắc ba lê lại luôn. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Một, hai, đúng rồi, đúng rồi. Một trái à, đúng rồi. Lắc đi, đúng rồi. Rồi, lắc, rồi, lắc rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Xong rồi, xong rồi. Xỉu rồi. Trời ơi. Trời ơi. Cấp cứu, cấp cứu. Trời ơi, Thư Lê ổn không? Thư Lê hết rồi anh ơi. Khoan kiểm tra. Không còn trái banh nào cả. Đây, Chun Vũ qua đây. Qua đây. Múa ba lê, ba ơ đồ hả đâu. Tôi đếm coi còn bao nhiêu trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trái banh luôn. Chun Vũ đang biểu diễn về kỹ thuật biểu diễn sân khấu. Hay lắm. Chứ không phải là lát. Đây là biểu diễn sân khấu mà anh. Chính xác. Cho nên là 20 điểm không thuộc về bạn nhé. Mời bạn về với đồng đội của mình. Vô. Và Thư Lê, em có 20 điểm cho đội của mình rồi. Chúc mừng. Yeah. Mời các bạn về chỗ.
Quý vị thân mến, trải qua hai vòng thi đấu, điểm số hiện nay như sau: 60 là điểm số của hai đội chơi. Chúc mừng.